Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Vân, là sinh viên khóa 1 lớp FP của trường Đại học Ethics. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, đó là về câu chuyện cây đèn dầu, và nó trong đó nó sẽ ẩn dụ lên cái hình ảnh của giá trị bản thân hay là chính là cái thương hiệu của chính chúng ta. Vậy thì để bắt đầu cái câu chuyện này, chúng ta đều biết từ hồi nhỏ xa xưa thì khi mà trường bóng điện thì các bạn đều biết rằng đó là chúng ta đều sử dụng đến cái cây đèn dầu để có thể là phát ra ánh sáng, để có thể là giúp chúng ta có thể nhìn được mọi thứ. Mà khi vào ban đêm thì ngày xưa khi chưa có điện thì ông bà ta hay sử dụng những cái cây đèn dầu như thế này. Và vậy thì sử dụng cái cây đèn dầu như thế này thì cái nó sẽ giúp chúng ta không chỉ là ngoài cái việc phát sáng này, mà chúng ta còn có kèm theo đó là cái việc mà giúp chúng ta có thể sưởi ấm khi mà đưa hai tay qua quanh chiếc đèn dầu đó, và nó sẽ giúp tay của chúng ta ấm lên, và đó cũng là một cách để có thể là tránh được khi vào mùa đông, thì đó là một cách để chúng ta có thể là sưởi ấm. Và tác dụng của nó thì đó chính là hai cái tác dụng lớn nhất của cây đèn dầu này. Vậy thì chúng ta hãy đi tìm hiểu một chút về cái lược lại một chút về cái lịch sử xa xưa cây đèn dầu như thế nào. Thì cây đèn dầu này thì nó xuất phát hay còn gọi được gọi là đèn dầu hay đèn Hoa Kỳ, là một cái loại đèn mà nó phát sáng do ngọn lửa sáng đốt bên trong đèn dầu như các bạn đã thấy trong hình. Và cách thức hoạt động của nó như thế nào thì đèn có một cái bầu được làm bằng thủy tinh hoặc là bằng gốm ở bên ngoài. Và tiếp theo đó là nó sẽ ở đèn thì có một cái sợi dây bấc nội bên trong cái ngọn đèn này, thì nó sẽ được dệt bằng một sợi bông đoạn dưới nhúng trong đầu để hút dầu lên trên, có một đoạn dưới, còn đoạn trên thì nó sẽ nhô lên bầu đèn để chúng ta có thể điều chỉnh cái nhiệt độ sáng mạnh hay sáng yếu. Và khi chúng ta châm lửa vào cái dây đó hay là vào cái sợi bấc đó thì ngọn lửa dầu sẽ bắt đầu có một ngọn lửa. Khi mà chúng ta châm một ngọn lửa hoặc phần nhô lên cái bấc thì cái dầu dưới cái bấc, trong cái bấc đó nó sẽ cháy và tạo ra ngọn lửa màu vàng, nó giúp chúng ta có thể nhìn được mọi thứ. Và khi dầu cháy, cái hiện tượng mao dẫn bên trong cái sợi bấc đó sẽ được kéo thêm dầu từ dưới bầu đựng lên để tiếp tục cháy tiếp. Và kích thước của ngọn lửa được điều chỉnh bằng cách là chúng ta có thể điều chỉnh cái núm vặn ở bên ngoài cái ngọn đèn dầu này. Và nếu bấc được vặn lên quá cao thì ngọn lửa sẽ có khói hay đó chính là muội carbon chưa cháy hết, và cái mùi này thì rất là khó chịu. Cái hiện tượng mao dẫn ở đây thì mình nói thêm, đó là cái hiện tượng mao dẫn ở đây nó là một cái hiện tượng chất lỏng tự dâng lên cao trong vùng không gian hẹp, và điều này thì thậm chí là chạy ngược hướng với ngoại lực như là trọng lượng. Hiện tượng này thì nó có thể quan sát, chúng ta thường thấy có thể quan sát trong ống tiết diện nhỏ có các khe hẹp giữa hai tấm kính hay là tấm nhựa giữa các răng của bàn chải. Nguyên nhân là do bản thân trong chất lỏng này nó có một lực dính ướt, lực làm cho dung dịch giữ lại trên bề mặt các chất và sức căng bề mặt. Khi lực dính ướt lớn hơn lực căng bề mặt thì dung dịch được kéo lên trên bề mặt chất lỏng một khoảng. Ví dụ như dung dịch bị hút vào cái khe nứt chất lỏng, nếu chất lỏng có sức căng bề mặt lớn hơn lực dính ướt, ví dụ như là nước trên lá dọc mồm, dung dịch vo tròn để năng lượng liên kết lớn nhất, khi đó thì dung dịch bị dính vào bề mặt. Và hiện tượng mao dẫn là hiện tượng lực dính ướt của dung dịch thắng được cái sức căng bề mặt nhằm kéo dung dịch lên trên ống dẫn. Vậy thì cái ngọn đèn dầu này nó sẽ được bảo vệ một cái lớp vàng bọc bằng thủy tinh ở bên ngoài, thì mục đích đó là để chắn gió này,
Và thứ hai là để chúng ta khi mà nó cũng bảo vệ chúng ta khi mà chẳng may chúng ta để chúng ta chạm tay vào thì nó rất là dễ cháy, hay là để vật dễ cháy gần đèn dầu rất là dễ cháy. Vì vậy mà có cái mạng bọc bằng thủy tinh bên ngoài để tránh cái luồng gió bên ngoài có thể là dập tắt cái ngọn lửa, hay là để bảo vệ chúng ta khi mà chúng ta không may cẩn thận để chất dễ cháy, hay là để tay lòng bàn tay chúng ta để gần. Thì đèn dầu thì thường là nó sẽ để lại ý, khi mà bước lên thì nó sẽ có những cái, nhiều khi nó sẽ có những cái mùi mùi không được, mùi rất là khó chịu. Và thường do đó là cái cách chúng ta sử dụng dầu không đúng, hoặc là do cái dầu nó bị nhiễm bẩn ở phía bên dưới. Và cách sử dụng đèn thì cũng rất là đơn giản. Đèn dầu đã từng được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Nó sẽ cái đèn dầu này ngày xưa không có điện thì nó được sử dụng rất là rộng rãi trên thế giới. Ngày nay thì ngoài mục đích dùng để trang trí chiếu sáng trong các trường hợp khẩn cấp hoặc tại những cái vùng mà không có điện, thì nó sẽ đèn dầu hiếm khi được sử dụng tại các nước có mạng lưới điện và khí đốt phát triển. Thì đèn dầu xuất hiện ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Thì cái cách mà cái ngọn đèn nó xuất hiện từ khá là, nó cũng xuất hiện được từ thế kỷ 19 và 20, và ngoại trừ những cái vùng có điện lưới của quốc gia thì đèn dầu vẫn là một phương tiện chiếu sáng thông dụng ở Việt Nam. Như ở những cái vùng quê nhỏ nghèo họ chưa có mạng lưới điện thì họ vẫn sẽ dùng đèn dầu. Đèn dầu thì giúp chúng ta, cái hiệu quả nó là giúp chúng ta thắp sáng vào ban đêm này và sưởi ấm vào ban ngày khi mà chưa có điện hoạt động. Thì đó chính là cách mà cái đèn dầu này nó hoạt động. Thì nó cũng giống như là một cái thương hiệu, cái cá nhân, cũng giống như là một con người. Thì nó cũng sẽ là có rất nhiều, đèn dầu thì cũng rất là nhiều và phổ biến. Vậy nó giống ở chỗ nào, và nó cái cách hoạt động của nó có giống con người, hay là nó liên kết, nó ẩn dụ như nào? Thì ở đây thì đèn dầu giống như một cái thương hiệu con người. Khi mà nó ánh sáng nó phát ra, tức là khi bạn đem lại ý, tức là cái thương hiệu cá nhân của mỗi người, khi mà nó tỏa sáng thì nó sẽ giúp ích được cho nhiều người này. Cái thương hiệu đó lớn mạnh thì nó sẽ tỏa sáng, và cái thương hiệu đó nó không đủ lớn mạnh thì nó rất là bình thường, và nó cũng sẽ rất là phổ biến ở trên cái, trong một cái cộng đồng, hay là trong cái rất là nhiều loại đèn dầu. Và tiếp theo đó là khi mà về ánh sáng này, khi mà ngọn đèn dầu này thì để làm thế nào thì cái ngọn đèn này có thể thắp sáng được. Cũng giống như là về cái thương hiệu hay là cái cá nhân của mỗi người, thì làm sao để có thể là phát sáng ra được, có thể là đem lại cái giá trị, hay là có thể là đưa được tới giúp đỡ được nhiều người. Thì ở đây là cái đèn dầu nó sẽ đem đến cho cái chúng ta, đem đến cho mọi người giá trị xung quanh, đến với mọi người. Vì vậy mà con người để chúng ta có thể là phát triển, hay là có thể là xây dựng được cái thương hiệu, có thể là phát ra phát sáng giúp đỡ được mọi người, thì chúng ta cần phải có một cái giá trị nào đó. Giống như ở cây đèn dầu thì giá trị ở đây nó nằm ở việc đó là đèn dầu giúp con người có thể là nhìn thấy rõ mọi vật hơn vào ban đêm, và có thể là sưởi ấm cho con người. Vậy thì mỗi chúng ta đem lại giá trị gì cho cộng đồng, và hay là đem lại giá trị gì cho chính bản thân chúng ta? Và điều đó thì chúng ta cần phải học tập và rèn luyện như thế nào? Và để có thể đèn dầu có thể cháy được thì nó cần nhiên liệu, đó là dầu hỏa. Vậy thì chúng ta làm sao để có thể là phát triển được và xây dựng được cái giá trị cho bản thân mỗi chúng ta? Thì điều này thì chúng ta cũng cần phải có một cái nguồn năng lượng, hay là có một cái tinh thần bên trong, một cái tinh thần cháy bỏng bên trong chúng ta. Cần phải rèn luyện như thế nào? Về đầu tiên đó là các bạn cần phải rèn luyện cho mình về cái đó là gọi là cái will web. Tức là will web ở đây thì nó chính là những cái con người, những cái giá trị bên trong chúng ta. Về will web tức là wisdom, đó là về cái trí tuệ này. Ethic đó là về đạo đức của con người. Will power tức là ở đây tức là nói về ý chí. Emotion nói về cảm xúc, và body nói về cơ thể. Và sau thì nói về cái vấn đề đó là tinh thần, nguồn năng lượng về tinh thần hay là tâm hồn của mỗi người.
Vậy thì đó chính là cái nguồn năng lượng hay là cái giá trị bên trong mỗi chúng ta. Chúng ta phải xây dựng và phát triển nó để có thể phát triển vững mạnh, để có thể là xây dựng và phát triển được cái thương hiệu của mỗi người. Mỗi người khi nhắc đến thì họ đều có một cái thương hiệu nào đó, hoặc là họ có một cái thương hiệu đó nhưng mà nó chưa được phát triển rộng, hoặc là người ta chưa có thương hiệu, người ta chưa khám phá ra một cái thương hiệu của chính bản thân chúng ta. Ví dụ khi mà nhắc đến một người nào đấy, một người bạn nào đấy, cái bất chợt thì bạn có thể nghĩ đến họ là một người rất là thông minh, giỏi giang, hoặc bạn nghĩ về họ về một cái thương hiệu rất là tốt bụng, rất là dễ gần. Hoặc là khi mình nghĩ đến một ai đó thì bạn nghĩ đến việc đó là người ta rất là kỷ luật trong công việc và rất là nghiêm túc chẳng hạn. Khi mà nghĩ đến một ai đó, hoặc là khi mà nghĩ đến một ai đó, bạn nghĩ đến họ như một sự minh triết chẳng hạn. Như đó là một cái thương hiệu của mỗi người khi mà xây dựng ra, hay là đối với một cái con người cũng vậy, hay là đối với một cái sự đối với một cái sản phẩm, hay là đối với một cái thương hiệu nào đấy. Giống như chúng ta nghĩ đến về những cái thương hiệu như là Apple hay là Microsoft thì họ có những cái thương hiệu cá nhân riêng. Vì vậy mà khi mà họ có những cái thương hiệu sẵn rồi, khi mà họ tung ra những cái sản phẩm thì họ không cần phải mất quá nhiều cái chi phí marketing, mà cũng có thể là tạo ra được một lượng khách hàng rất là trung thành của họ. Họ có thể tạo ra, hay là chính cái thương hiệu của họ có thể thu hút được rất là nhiều khách hàng. Thì đó cái lý do vì sao mà chúng ta phải phát triển được cái thương hiệu. Khi mà có thương hiệu rồi, chúng ta sẽ dễ dàng rất là thu hút được rất là nhiều cái nguồn lực, hay là những cái nguồn tiềm năng, hay là cái nguồn tiền, hay là những cái nguồn lực mà bạn muốn phát triển, muốn xây dựng. Vậy thì chúng ta, mỗi con người chúng ta, để có thể dễ dàng nắm bắt, hay là có thể dễ dàng trong những cái việc mà chúng ta xây dựng, đầu tiên là chúng ta phải có trong mình những cái giá trị của bản thân riêng của mỗi người. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải xây dựng về cái wisdom, đó là về trí tuệ. Vậy thì trí tuệ đây là gì? Trí tuệ đây là một cái đức tính, không phải là bẩm sinh, mà chỉ có thể có được khi mà thông qua những cái kinh nghiệm của chúng ta này, hay là trong quá trình chúng ta học hỏi kiến thức này. Bất kỳ ai quan tâm đến một việc thử nghiệm những điều mới, hay là suy ngẫm về những cái quá trình trong cái khả năng của chúng ta, thì chúng ta có những cái sự đạt đến cái sự khôn ngoan bằng cách học hỏi nhiều hơn, càng nhiều càng tốt này, hay là phân tích những cái kinh nghiệm của chúng ta từ trước đây, đưa ra những kiến thức của mình vào những cái bài kiểm tra, hay là chúng ta áp dụng vào thực tế, chúng ta có thể trở nên khôn ngoan hơn, chúng ta có thể rèn luyện được cái sự minh triết về cái sự trí tuệ này. Nó không phải là bẩm sinh, chúng ta sinh ra đã có, mà chúng ta có được trong cái quá trình rèn luyện, trong quá trình học tập và tích lũy kinh nghiệm này. Khi bạn ngồi trên giảng đường này, khi bạn học kiến thức bên ngoài xã hội này, hay là khi mà chúng ta có cái kinh nghiệm chẳng hạn như là đi chúng ta đi nhiều nơi, chúng ta học hỏi được nhiều văn hóa, nhiều cái kiến thức ở nhiều cái mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực, thì điều đó cũng rất là tốt để có thể là phát triển và có được cái sự khôn ngoan hơn trong cuộc sống. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể rèn luyện được cái trí tuệ như này? Thì các bạn có thể là chúng ta sẽ có những cái thay đổi này, và chúng ta có những cái kinh nghiệm thay đổi, có thể là chúng ta sẽ có những cái chuyến đi thay đổi, để chúng ta có thêm những cái điều mới. Giống như là chúng ta có thêm cái chuyến đi mới đi đâu đó, chúng ta mở rộng thêm kiến thức, làm quen thêm với những người bạn, thì họ sẽ có những kiến thức mới. Mỗi người bạn của chúng ta đều sẽ có là một người thầy của chúng ta. Họ có thể dạy chúng ta một bất kỳ một điều gì đó trong cuộc sống hàng ngày của bạn thân họ, là của những kiến thức mà họ nắm được. Và chúng ta cần phải học hỏi từ những cái người xung quanh chúng ta này, như người thầy này, hoặc bạn bè xung quanh này, những người lớn tuổi hơn này, những người bằng tuổi, hoặc thậm chí là những người kém tuổi hơn, họ cũng có thể là có những kinh nghiệm, có những cái chia sẻ sâu sắc, có cái góc nhìn, có những cái khía cạnh khác chúng ta. Và chúng ta sẽ có thể là đưa những cái khi mà chúng ta đã có những cái tìm hiểu, hoặc là chúng ta tìm thêm những cái người mà cố vấn, những cái người cố vấn thông thái, hoặc là không phải là chúng ta tiếp xúc ở bên ngoài, mà chính chúng ta có thể là đọc nhiều hơn kiến thức, để có thể là hiểu biết thêm, có những cái kiến thức sâu rộng hơn
về mọi lĩnh vực, mọi chuyên ngành. Và chúng ta cần phải bước ra khỏi cái vùng an toàn khi mình đang có. Bước ra khỏi vùng an toàn là như nào? Khi mà bạn đang ở trong vòng tay bao bọc, đùm bọc yêu thương của cha mẹ, chúng ta phải bước phá ra, đi tìm một con đường mới, theo đuổi cái ước mơ, theo đuổi cái đam mê của mình và dám chinh phục những cái điều mà người khác không làm được. Ví dụ như là bố mẹ bạn định hướng bạn phải vào làm giáo viên hay là làm công chức, nhưng mà bạn ao ước, bạn mong muốn bạn trở thành một kỹ sư nông nghiệp chẳng hạn, hay là bạn mong muốn trở thành bất kỳ một cái gì. Bạn yêu thích động vật, bạn yêu thích cây cối và bạn muốn hòa mình với thiên nhiên, thì hãy sẵn sàng theo đuổi nó, bước ra khỏi vùng an toàn, bước ra khỏi những cái định kiến, bước ra khỏi những cái lời ràng buộc, sự ràng buộc từ bố mẹ, từ cái tuổi thơ. Chúng ta hãy mạnh dạn theo đuổi nó, thoát ra, bước vào ra khỏi vùng an toàn và đi đến những điều bạn thích thú. Từ đó cái trí tuệ, những cái gọi là cái mind map tư duy của bạn sẽ được mở rộng ra khi mà bạn bước phá này, bạn bước ra khỏi những cái vùng an toàn của mình, bạn đi thật nhiều nơi để có thể là trải nghiệm, bạn sẽ có nhiều thêm nhiều cái kiến thức, bạn theo đuổi những cái điều mình mong muốn, thì đó chính là trong con người bạn sẽ thu thúc một cái nguồn động lực để bạn có thể sẵn sàng tiến lên phía trước. Và kèm theo đó thì trong quá trình chúng ta học tập, chúng ta có thể áp dụng những kiến thức chúng ta học được vào trong thực hành, trong thực tế. Chúng ta hãy thử làm việc đó, hãy sẵn sàng thực hành nó. Khi bạn học được kiến thức mới hay thực hành nó thì điều đó sẽ giúp chúng ta lưu giữ được cái ký ức, lưu giữ được kiến thức một cách lâu dài nhất. Và điều đó giúp bạn có thể là hình thành được một cái sự trí tuệ, hay là một cái sự thông thái, hay là một cái sự minh triết nào đó. Và tiếp theo, không chỉ là rèn luyện về cái sự minh triết này, về kiến thức, bạn hãy mở rộng thêm nhiều cái kiến thức ngoài cái lĩnh vực chuyên môn của mình. Hãy mở rộng ra thêm nhiều kiến thức lĩnh vực khác nữa mà chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thêm nhiều cái, chúng ta có thể học hỏi thêm nhiều điều, biết thêm những cái điều mới mẻ, và điều đó sẽ giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống nên thật là thú vị, thật là happy. Và tiếp theo nữa, khi mà chúng ta đã có cái kiến thức thì các bạn cần phải có một cái ethic. Ethic ở đây tức là đạo đức. Đạo đức ở đây là gì? Đạo đức ở đây nó là những cái nguyên tắc hướng dẫn hành vi của con người để có thể đạt được đến những cái lựa chọn tốt nhất, góp phần vào những cái lợi ích chung của mọi người. Ví dụ như là bạn đi đường, bạn thấy có một ai đó đang gặp khó khăn, bạn có thể dừng lại để giúp đỡ họ. Hoặc là khi mà bạn thấy, cảm thấy những cái người khi mà bạn cảm thấy có những hành động không đúng, như là có một hành động xảy ra, một cái hành động cướp giật trên đường, bạn có thể là ra tay giúp đỡ, hoặc cũng có thể là bằng nhiều cách khác nhau. Thì đó chính là thể hiện một cái đạo đức của những con người, biết giúp đỡ lẫn nhau, biết chia sẻ, biết yêu thương, đồng cảm giữa những người với người, và đặc biệt là biết giữ lời hứa khi ai đó đang gặp họ, đang trong cái tình trạng, trong cái hoàn cảnh thực sự rất là khó khăn, thì chúng ta hãy ra tay, chúng ta hãy giúp đỡ họ một cách có thể trong cái khả năng của bạn. Điều đó sẽ giúp chúng ta đưa ra những cái quyết định, những cái tác động tích cực và hướng chúng ta đến những một kết quả, chúng ta tránh những cái kết quả bất công. Và đạo đức sẽ giúp cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và thông qua những cái lựa chọn mà chúng ta đưa ra, khi mà muốn sống trong một xã hội mà họ luôn biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, họ có nền tảng đạo đức, thì một xã hội đó sẽ rất là tốt đẹp và xã hội đó sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Còn nếu sống trong một xã hội mà đầy rẫy những cái tội phạm, tội lỗi và vô đạo đức, những hành vi vô đạo đức, không biết tuân thủ những cái đạo đức kính trên nhường dưới, không biết yêu thương anh chị em trong nhà, không biết hiếu thảo với bố mẹ, thì điều đó sẽ dẫn đến một cái xã hội rất là tồi tàn và thối nát. Xã hội đó sẽ không thể phát triển và đi lên được, hướng lên phía trước được. Thì đó là một cái xã hội không hề tốt đẹp và không hề có một cái sự tiến lên. Thì xã hội đó sẽ sớm lụi tàn và sớm suy vong. Vì vậy mà mỗi con người là một tế bào của xã hội. Vì vậy mỗi chúng ta cần phải xây dựng và rèn luyện cho mình những cái đạo đức phẩm chất tốt đẹp bên trong mỗi con người chúng ta. Chẳng thế mà trong cái hành trình, trong cái quá trình chúng ta học hỏi, từ khi chúng ta từ lớp 1 cho đến cấp 2 là lớp 9, chúng ta đã học được
những cái bộ môn như là đạo đức này, chúng ta học bộ môn đạo đức hay là bộ môn giáo dục, hay là khi lên cấp 2, cấp 3 nó sẽ đổi mới tên gọi, thay đổi tên gọi đó là giáo dục công dân. Thì đó là cách để ngay từ khi chúng ta đang học trên ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta được học những cái kiến thức, đó là học về những cái đạo đức này, về những cái lối sống, về cách cư xử của một con người như thế nào sao cho đúng mực và tuân theo một cái chuẩn mực đạo đức, một cái quy tắc của xã hội, và điều đó sẽ giúp xã hội phát triển được tốt đẹp hơn và đưa con người ta đến một cái niềm tin và đưa con người ta đến một cuộc sống happy, vui vẻ và phát triển đi lên. Về rèn luyện tiếp không chỉ là về kiến thức, về đạo đức của mỗi con người, và chúng ta cần phải rèn luyện tiếp về cái con người bên trong con người mỗi chúng ta, về cái willpower, tức là về cái ý chí. Ý chí ở đây thì đó là một cái định nghĩa, nó là cái việc mà chúng ta có thể mà tự chủ được, kiểm soát được bản thân của chúng ta để tránh khỏi những cái tác động từ bên ngoài. Tác động này là như thế nào? Thì có thể nói đó là cái tác động này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến những cái giúp chúng ta tránh được những cái yếu tố bên ngoài tác động đến chúng ta, khiến chúng ta không thể kiểm soát được bản thân. Ví dụ như là bạn đang gặp trong cái tình huống, đó chính là ngồi trước khi mà chúng ta có cái ý chí, bạn đang mong muốn nó là giảm cân mà đứng trước một bàn đồ ăn đầy thức ăn ngon. Vậy thì ý chí của bạn nếu như nó cũng quyết định rằng bạn có thể, cái ý chí đó giúp bạn quyết định rằng là bạn sẽ đứng dậy và tuân theo cái chế độ ăn kiêng của mình, hay là ngồi xuống bàn mà ăn những cái thức ăn mà bạn hằng mong ước, thì đó chính là cái ý chí giúp chúng ta quyết định, giúp bạn sẽ chọn lựa rằng bạn nên chọn cái phần nào, bạn nên chọn cái bạn nên chọn ý chí, bạn sẽ lựa ý chí, bạn sẽ giúp bạn quyết định điều đó. Ý chí mạnh sẽ giúp bạn, đó là đi tới quyết định rằng bạn sẽ không dừng lại, bạn sẽ đánh qua cái đồ ăn đó và thực hiện theo đúng cái nguyên tắc và thực hiện đúng theo cái chế độ ăn kiêng của bạn. Còn nếu như mà ý chí bạn kém thì bạn sẽ ngồi lại và ăn những thứ ăn đó gian đó, và rồi câu chuyện giảm cân của bạn sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, và nó mãi mãi chỉ là một ảo tưởng, một cái giấc mơ hão huyền. Và cái ý chí ở đây thì nó sẽ giúp chúng ta có thể là vượt qua được những cái trở ngại, những cái yếu tố tác động từ bên ngoài khiến chúng ta, đó là khiến chúng ta bị mất đi cái quyền kiểm soát bản thân. Mà khi đã mất đi cái quyền kiểm soát bản thân thì rất dễ dẫn đến cái tình huống, rất dễ dẫn đến cái hành động không tốt này, đem lại cái giá trị không tốt cho bạn sau này, và thậm chí sau này bạn còn hối hận về những gì mà mình đã hối hận về những gì mà mình đã làm trước đây. Và ý chí thì cũng có thể là nó gần như là chúng ta, ý chí hiện đây thì nó gần như là một cuộc chiến giữa lý trí và cái cảm xúc. Cảm xúc chúng ta mong muốn là bạn, cảm xúc sẽ em nó bạn với bạn bạn rằng hãy ngồi lại và ăn những đồ ăn đó, còn lý trí khuyên bảo bạn rằng bạn hãy dừng lại và tuân thủ theo đúng cái chế độ của mình để có một thân hình, một cái cơ thể và một cái body siêu hấp dẫn này, và một cái body thật là chuẩn. Và điều đó thì, và điều này thì sẽ giúp bạn như thế nào? Và khi mà chúng ta đã có đó là một cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc, và ý chí ở đây thì nó sẽ giúp chúng ta quyết định được, giúp chúng ta kiểm soát được, giúp chúng ta không tuân, giúp chúng ta sẽ giúp bản thân chúng ta đưa ra những cái hành động tuân đi theo cái lý trí để nó dẫn chúng ta đến một kết quả tốt sau này, và chúng ta không hề hối hận về quyết định đó. Và điều đó cũng giống như là bạn sẽ phải quyết định ra một cái quyết định bây giờ tiếp tục học hay là ngồi xem phim, thì xem phim sẽ đem lại cho bạn những cái cảm xúc rất là tuyệt vời, nó giống như là bạn sẽ rất là vui vẻ, bạn sẽ có những cái cuộc xem phim thì nó sẽ đem lại cho bạn những cái sự hấp dẫn ly kỳ của mỗi khi mà cái bộ phim đến cái giai đoạn rất là kịch tính, và bộ phim nó sẽ đưa bạn đến một cái cảm xúc rất là vui này, bạn rất là hứng thú khi mà xem bộ phim đó, rất là tò mò khi mà không biết nội dung
tiếp theo của cái bộ phim đó là như thế nào. Còn đó là cái cảm xúc về hiện tại mà chị đem lại cho bạn, những cái giá trị về hiện tại, bạn vui vẻ tại thời điểm hiện tại mà thôi. Còn nó sẽ không đem lại cho bạn những cái giá trị sau này, giá trị dài hạn về khi bạn học, bạn tích lũy dần dần từng ngày, bạn học nhiều, bạn tích lũy được nhiều, thì nó sẽ đem đến cho bạn những kết quả rất là tốt đẹp. Bạn có thể có nhiều hơn kiến, bạn sẽ có kiến thức hơn này, bạn sẽ có thể là vượt qua những cái kỳ thi được này, bạn sẽ có thể nhiều hơn kiến thức và để có thể là tìm được cho mình một cái công việc tốt này, xứng đáng với những cái gì mà bạn đã bỏ ra cho chính mình. Thì đó là câu chuyện mà mình muốn kể ở đây về cái ý chí. Thì ý chí ở đây thì nó cũng giống như là cái cơ bắp hay là giống như cái não bộ chúng ta, nó đều có thể rèn luyện được. Và nó rèn luyện như thế nào? Thì ở đây tôi và bạn sẽ cùng nói tiếp đến cái phần mà rèn luyện ý chí. Ý chí ở đây thì nó sẽ là chúng ta cần phải rèn luyện như thế nào? Thì chúng ta sẽ cần phải có một các chuyên gia đã tin rằng ý chí cũng giống như là chúng ta cơ bắp ở một mức độ nhất định. Bạn có thể xây dựng nó theo thời gian và cũng có thể đừng lạm dụng nó quá mức và nó sẽ làm cạn kiệt đi cái ý chí của bạn. Vậy thì mặc dù ý chí thế này nó có thể là nó bị suy, lúc đầu nó sẽ là mạnh mẽ và nhưng mà có một thời gian nó sẽ có thể là suy giảm cái ý chí đó, giống như cơ bắp nó cũng có thể là teo lại. Vậy thì bạn cần phải nuôi dưỡng và tập luyện nó như thế nào để có thể thì nó luôn, cái ý chí chúng ta luôn khỏe mạnh. Thì chúng ta cần phải rèn luyện cho chính mình bằng cách đó là chúng ta có thể là đừng, chúng ta hãy đặt những cái mục tiêu nhỏ cho bản thân, đừng quá tham lam rằng mình có thể là hoàn thành quá nhiều thứ, hay đặt những mục tiêu cho mình, từ đó có thể là xây dựng được cái bạn hoàn thành những cái việc nhỏ nhất như là chúng ta hoàn thành, chúng ta đề ra mỗi ngày chúng ta hãy đọc 30 trang sách chẳng hạn, và sau này xây dựng được cho điều đó sẽ giúp chúng ta xây dựng được một cái thói quen này, một cái sự thành công nhỏ mỗi ngày, rằng hôm nay tôi đã thành công thì tôi đã hoàn thành được cái công việc này, đọc được 30 trang sách mà trước đây tôi chưa từng làm được. Và sau khi hoàn thành được 30 trang sách thì bạn đã có xây dựng được cái niềm tin cho mình, và rồi dần sau đó thì những ngày tiếp theo bạn có thể là dựa vào cái niềm tin đó, bạn tin tưởng rằng bản thân mình có thể đọc tiếp được thêm được nữa, thêm được 50 trang nữa, thêm được 100 trang nữa, thêm được 200 trang nữa. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng được rằng mình có thể làm được điều đó. Và điều đó hoàn toàn là đúng, nó có căn cứ, cơ sở để có thể dựa vào điều đó là đúng. Và bạn cần phải đặt được, nên được cái kế hoạch này, nên được cái kế hoạch và đặt những cái mục tiêu thật nhỏ có thể hoàn thành được, để rèn luyện cho mình một cái sự tự tin, rèn luyện cho mình cái thành công nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Và kèm theo đó thì chúng ta cần phải tránh những cám dỗ, giống như là cái điện thoại, những cái thiết bị điện thoại này, hay là những cái đồ ăn. Khi mà bạn muốn giảm cân thì hãy tránh xa những cái nơi có đồ ăn này, và tránh xa những cái thiết bị như điện thoại, nó giúp chúng ta sao nhãn trong quá trình học tập và giúp chúng ta không tập trung được trong quá trình học tập, và giúp chúng ta dễ dàng là lướt Facebook này, lướt TikTok này, hay là lên Google đọc truyện này, hoặc là cũng có thể là xem hoạt hình như là xem phim. Chúng ta hãy tránh cái thiết bị điện thoại ra, để riêng ra một chỗ, và để tránh cho những cái tình huống không may, tránh những cái sự cám dỗ từ bên ngoài. Hoặc là khi mà bạn đang muốn tập trung học thì hãy chọn một nơi yên tĩnh, tránh những nơi đông đúc xô bồ, hay là tránh những nơi có những cuộc vui chơi thì ở đó nó sẽ có những sự cám dỗ khiến bạn có thể là không vượt qua được. Và tiếp theo là để có thể là đảm bảo cho ý chí của chúng ta có thể là hoạt động tốt nhất, giống như là cái cơ bắp, chúng ta cũng cần phải rèn luyện sức khỏe cho nó. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn có một cái sức khỏe và duy trì ở cái mức năng lượng tốt nhất, và phải để có thể là nếu như bạn không thể tự kiểm soát được, chúng ta cũng có thể nhờ những cái người xung quanh, bạn bè hay là bố mẹ, người xung quanh giám sát, hoặc là có những cái ứng dụng để giám sát chúng ta trong quá trình thực hành. Khi bạn đã lên mục tiêu thì bạn nhất định sẽ phải hoàn thành nó.
Vậy thì chúng ta cần có những cái người giám sát hay là có những cái ứng dụng để hỗ trợ chúng ta trong quá trình giám sát điều đó. Và sau khi đã rèn luyện hoàn thành được, chúng ta đã xây dựng được cho mình được một cái ý chí, thì hoàn thành được tất cả những công việc thì chúng ta cũng nên thưởng cho bản thân mình một cái gì đó nho nhỏ cũng được, nhưng mà đó là một cái nguồn động lực để bạn có thể là bước tiếp và rèn luyện tiếp cho mình những cái để có thể rèn luyện tiếp cho chúng ta, để chúng ta có thể là phát triển tiếp và có thể hoàn thành tiếp những công việc tiếp theo. Có thể là xem phim, có thể phần lượng cho bạn có thể là xem một tập phim chẳng hạn, hoặc là được đi chơi, hoặc là uống cốc trà sữa chẳng hạn, thì đó chính là những cái phần thưởng dành cho bạn. Và tiếp theo, không chỉ là rèn luyện về cái mặt về ý chí, chúng ta cũng cần phải rèn luyện về những cái mặt cảm xúc. Cảm xúc ở đây thì tại sao lại cần những cảm xúc? Bởi vì con người khi mà chúng ta có những cảm xúc tích cực, chúng ta sẽ có những nguồn năng lượng dồi dào và có thể hoàn thành công việc cách tốt nhất và tối đa nhất hay là hiệu quả nhất. Và để cái cảm xúc ở đây thì sẽ có hai cái dạng cảm xúc, đó là dạng cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực. Vậy thì cảm xúc tiêu cực thì nó sẽ khiến cho chúng ta luôn cảm xúc tiêu cực có thể là buồn bã, chán nản, thất vọng, chán trường, đau khổ, buồn bã, hối hận. Đó là những cái cảm xúc mà không hề tốt một chút nào, hay là ghen tức hay là đố kỵ. Đó là những cái cảm xúc nó không hề tốt chút nào, nó khiến chúng ta rơi vào những cái trạng thái, nó khiến bản thân chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực, và nó dẫn đến cái có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta rất là nhiều, và làm chúng ta không thể nào mà làm tốt những cái công việc mà bản thân đã đề ra, hay là thậm chí là không thể thực hiện được tốt ở một cái chúng ta mất tập trung này, rồi chúng ta không thể, cái nguồn năng lượng của chúng ta bị suy yếu đi, và điều đó thì là không hề tốt chút nào. Bạn cần phải rèn luyện cho chúng ta rèn luyện cái cảm xúc tích cực bằng cách những cái cảm xúc tích cực để chúng ta có thể là hoạt động một cách hiệu quả nhất và nhiều nguồn năng lượng nhất. Bạn có thể thấy là khi bạn vui vẻ thì bạn có thể làm công việc một cách một năng lượng với 100% năng lượng, còn khi bạn buồn bã chán nản thì cái năng lượng nó rất là yếu, bạn chỉ uống 10% hay 20% thì làm sao mà có thể hoàn thành được công việc đó, đúng không? Vì vậy mà bạn cần phải rèn luyện cái cảm xúc của mình để có những cái cảm xúc vui vẻ, như là chúng ta luôn cười này, chúng ta học cái cách biết ơn này. Biết ơn đó là một cảm xúc, nó là cái cảm giác đối với cái điều gì đó cụ thể, đơn giản, tất cả, thường là đi kèm với những cái sự khiêm tốn và thật sự chính là sự kính trọng. Chúng ta cảm thấy, mỗi ngày chúng ta cảm thấy biết ơn là mình đã được sinh ra, mình được hít thở một không khí và mình được tận hưởng, mình được ăn những cái món ăn ngon, được đi nhiều nơi, và được trải nghiệm nhiều điều, thực hành nhiều thứ. Thì đó chính là cái cảm xúc bên trong mỗi con người chúng ta. Thì chúng ta hãy rèn luyện cho mình cái sự biết ơn này, hay là chúng ta hãy có những cái nhiều cái sự thích, như là về cái sự hy vọng, vào một tương lai, hy vọng vào một tương lai tích cực này. Đó chính là một cái cảm giác rất là lạc quan, tích cực để chúng ta có thể hướng đến một tương lai tiếp theo, một tương lai mới, hay là thậm chí nó là niềm tự hào. Niềm tự hào khi bạn hoàn thành một điều gì đấy, bạn có một cái thành công nho nhỏ đấy trong cuộc sống, thì nó sẽ giúp chúng ta rèn luyện được cái sự tự hào. Hay là chúng ta hãy đi chơi nhiều, khi mà sự stress hãy đi chơi để có những cái cảm xúc mới, như cảm giác sảng khoái, thích thú, được đi kèm với cái nụ cười này, một cái nụ cười hay là một cái tiếng cười dễ chịu. Và tiếp theo là hãy có những cái cảm hứng, cảm xúc như là có những cảm hứng để hoàn thành công việc mới, và hãy rèn luyện chúng ta cái lòng vị tha, biết tha thứ cho bản thân này, sẵn sàng tha thứ cho bản thân, tha thứ cho những người xung quanh của bạn, hãy cho họ một cơ hội để họ có thể sửa sai, tha thứ cho bản thân để có thể hoàn thành được những điều, tha thứ cho những quá khứ của bạn để bạn có thể hướng về một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Hay là những cái tình cảm với kèm theo một cái sự yêu thích đối với ai đó, và đây thì
Cái tình cảm đây thì mạnh mẽ nhất có lẽ đó là tình yêu giữa nam nữ, tình yêu giữa con cái trong gia đình, tình yêu của bố mẹ dành cho con cái. Và tình yêu đây nam nữ thì là thường là một cái tình yêu mà nó rất là mới mẻ và nó đem lại cho chúng ta nhiều cái sự vui vẻ này. Nó có thể là khiến chúng ta thay đổi từ một con người này sang từ một con người tiêu cực sang một con người tích cực, và bạn có thể đạt được những cái điều mới mẻ, đạt được cái sự thành công mà bạn chưa từng có khi mà bạn có một cái nguồn động lực, đó chính là tình yêu. Hay là hãy rèn luyện cho chúng ta một cái sự tự tin. Sự tự tin này thì nó sẽ là cảm xúc đi liền với cái cảm giác tự trọng mạnh mẽ và niềm tin của bản thân. Nó có thể cụ thể trong một cái tình huống hoặc một hoạt động, hoặc khái quát phổ biến hơn. Thì hãy rèn luyện cho chúng ta một cái sự tự tin. Và khi mà tự tin thì bạn sẽ dễ dàng hoàn thành được rất là nhiều mọi việc trong cuộc sống. Và điều đó sẽ giúp chúng ta có thể là rèn luyện cái sự thành công nhỏ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Hay là cảm xúc sự hưng phấn, hay là một cái sự mãn nguyện khi mà bạn đã được một cái điều gì đấy, khi mà bạn được chia số bánh mặc dù là ít hơn so với em trai hay là em gái của bạn, bạn cũng cảm thấy mãn nguyện về điều đó. Khi mà ít ra là chúng ta còn có để mà có bánh để mà ăn. Có những người ngoài kia còn không có, họ còn phải vật lộn với cuộc sống ngoài kia để mưu sinh vất vả, thì có một cái chút mà bánh hãy cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có. Và cái cảm xúc như là chúng ta hãy cảm thấy rèn luyện cảm xúc tích cực, cũng có thể có trên lên cái cảm xúc hạnh phúc. Hạnh phúc là một cái cảm giác chúng ta cảm thấy hài lòng này, thích thú với cách mà mọi thứ đang diễn ra, về một cảm giác chung, về một cái sự tận hưởng nhiệt tình với cuộc sống. Mỗi ngày hãy cho chúng ta hãy rèn luyện, hãy vui vẻ, hãy phấn chấn, và hãy rèn luyện, hãy đi tìm cho mình cái hạnh phúc của riêng bản thân mỗi chúng ta. Thì đó chính là những cái cảm xúc tích cực. Bạn hãy rèn luyện cho mình, hãy cho mình cái cảm xúc tích cực đó, và hãy loại bỏ cái cảm xúc tiêu cực. Và cách mà mình làm nó thường là mình sẽ viết những cái cảm xúc tiêu cực của mình ra một tờ giấy, và mình sẽ gấp nó thành hình máy bay, và mình lượt xe, mình sẽ ném nó vào thùng rác. Cảm xúc chào đó là như một lời chào tạm biệt đối với cái cảm xúc tiêu cực đó. Và rồi khi mà cái cảm xúc tiêu cực đó đã được ném đi thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn và dễ chịu hơn, và mình có thể dễ dàng bắt đầu mình sẽ có những cảm xúc dễ chịu hơn này, và mình sẽ có những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, vui vẻ, và bắt đầu có cái động lực để mình có thể làm việc tiếp theo. Không chỉ là về xây dựng về cái cảm xúc, chúng ta hãy rèn luyện cho mình về cái sức khỏe. Hãy rèn luyện sức khỏe bản thân. Nếu như bạn không có sức khỏe thì bạn chẳng thể làm được gì hết. Bạn chẳng tận hưởng cái niềm vui trong cuộc sống này. Bạn chẳng thể đi đâu đó. Bạn chẳng thể học hỏi về kiến thức mới. Vì vậy hãy rèn luyện cho mình về sức khỏe ngay từ khi còn trẻ. Bởi vì thường là mọi người thường là khi mà đến cái tầm độ tuổi khoảng trên 30 thì mọi người bắt đầu mới để ý đến sức khỏe của mình. Điều đó không nên. Chúng ta hãy rèn luyện sức khỏe ngay từ khi chúng ta còn là chúng ta đang trong cái thời chúng ta đang trẻ tuổi, thì chúng ta hãy rèn luyện chúng ta đang trẻ tuổi, hãy rèn luyện cái sức khỏe để sau này chúng ta không hối hận khi về già. Vậy thì để rèn luyện sức khỏe chúng ta để có một cái cơ thể khỏe mạnh, chúng ta hãy rèn luyện mỗi ngày. Cách chúng ta hãy dành thời gian ưu tiên cho việc tập thể dục mỗi ngày khoảng 30 phút mỗi ngày thôi. Và bạn có thể là lựa chọn cho mình những cái phương thức hay là cách thức để có thể là tập thể dục, như là chúng ta đi bộ chẳng hạn, leo cầu thang thay vì đi thang máy, sẽ giúp bạn tất cả các cơ quan trong cái cơ thể bạn có thể được vận động. Hoặc là chúng ta chạy mỗi ngày vào buổi sáng, buổi chiều, hoặc là đạp xe, tập yoga, hay là nhảy dây, bơi lội, thì bạn thậm chí là ngồi thiền để rèn luyện cho mình cái sức khỏe. Về điều đó thì không chỉ là vì rèn luyện sức khỏe, hãy chuẩn bị cho mình một cái bữa ăn thật là đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc
biệt là vào bữa sáng. Bạn phải ăn vào buổi sáng thì nó mới cung cấp được nguồn năng lượng cho cả một ngày mới. Và bữa ăn thì cũng cần đầy đủ các chất dinh dưỡng. Tiếp theo là phải ngủ đủ giấc. Chúng ta hãy ngủ giấc, nếu chúng ta trong luôn trong tình trạng uể oải thì không thể nào mà hoàn thành những cái công việc, hoàn thành cái deadline, và chúng ta sẽ luôn cảm thấy mình là thật là chúng ta không hoàn thành công việc, chúng ta sẽ thấy cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Và hãy đảm bảo rằng hãy uống đủ nước mỗi ngày, 2 lít nước mỗi ngày để đảm bảo, bởi vì cơ thể của con người có 70% là nước. Thì phải hãy bổ sung nước mỗi ngày để có thể đảm bảo chất khoáng này, hay là bổ sung thêm vitamin vào cơ thể để đảm bảo cơ thể luôn được khỏe mạnh và được cung cấp đủ nước. Hãy xây dựng cho bản thân những thói quen lành mạnh, tránh những cái thói quen mà độc hại không tốt cho bản thân hay là cho cơ thể của chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta hãy rèn luyện để có thể nâng cao giá trị bản thân. Hãy rèn luyện về cái sâu, đó là về cái tâm hồn bên trong mỗi con người. Cái tâm hồn bên trong của mỗi con người thì ở đây chúng ta hãy rèn luyện nó, tâm hồn. Và tiếp tục ở đây chúng ta hãy rèn luyện cho mình cái tâm hồn bên trong, tức là cái, nó có thể nói là cái nội tâm bên trong của chúng ta này. Chúng ta hãy dành thời gian để trò chuyện với nó, để chúng ta biết được bản thân chúng ta đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào, cần thay đổi ra sao để có thể là tốt đẹp hơn. Hiện đây, cách rèn luyện cái tâm hồn của mỗi người thì có thể là bạn hãy cảm thấy biết ơn mỗi ngày rằng mình đã được sống, mình đã được hít thở, được tận hưởng cái bầu không khí của một gia đình là ấm cúng và yên vui. Bằng cách đó cho chúng ta có thể là viết nhật ký mỗi ngày và viết vào đó những cái lời cảm ơn trước khi đi ngủ vào ban đêm, hay là cảm ơn một chút ở trong lòng trước khi một chút cảm ơn một chút trước khi chúng ta dùng bữa, hay hoặc là nói chuyện với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, thậm chí là những người quen biết rằng bạn biết ơn họ như thế nào, rằng đã giúp đỡ vì có họ mà chúng ta cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, cảm thấy cuộc sống này có cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc hơn. Bạn sẽ thấy rất là ngạc nhiên về những cái hạnh phúc bình yên mà nó có thể mang lại đến cho bạn. Tiếp theo đó là chúng ta khi mà chúng ta cảm thấy biết ơn này, chúng ta hãy ngồi thiền. Ngồi thiền là cách để chúng ta có thể là để tâm hồn chúng ta yên tĩnh và chúng ta có thể trò chuyện hiểu hơn chính bản thân mình, hiểu hơn về tâm hồn bên trong của mình, nó đang muốn nói với chúng ta điều gì, nó đang nhắc nhở với chúng ta điều gì. Và ngồi thiền thì chúng ta cũng không cần phải quá nhiều thời gian đâu, có thể là từ 5 phút hoặc là đến 20 phút cũng được. Và việc ngồi thiền này giúp chúng ta bị tĩnh tâm lại và suy nghĩ về những cái lý do, cái mục đích mà chúng ta mong muốn, hay là những cái ước mơ, giấc mơ của chúng ta cần muốn được hoàn thành. Và bạn có thể là rèn luyện cho mình về cái sự hào phóng. Rộng lượng thì sẽ không mất nhiều tiền. Trên thực tế thì một số người tin rằng bạn càng hào phóng, bạn càng có thể thu hút được nhiều tiền vào cuộc sống của mình. Bắt đầu bằng cách cho đi vài thứ mà bạn không muốn, hoặc quyên góp thời gian hoặc một vài đô la để giúp đỡ ai đó gặp khó khăn. Đừng chỉ làm điều đó vì bạn cảm thấy tội lỗi, hay là làm điều gì đó cảm thấy thật là tốt. Chỉ làm điều đó để bạn cảm thấy tốt, hãy làm điều đó. Hãy hào phóng, hãy sẵn sàng chia sẻ những gì mình có với mọi người. Điều đó sẽ giúp bạn có thể là tạo dựng được những cái mối quan hệ, cho đi là nhận lại, để có thể nhận lại những cái yêu thương, những cái mong muốn, để có thể nhận lại những cái niềm tin, để có thể nhận lại những cái giá trị. Và điều đó rất là hữu ích ở cho chúng ta sau này, và cảm thấy tâm hồn chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy bản thân mình đã giúp đỡ được người khác, cảm thấy bản thân mình có ý nghĩa hơn. Hay là thậm chí chúng ta hãy đi dạo trong thiên nhiên, hãy ngồi trong thiên nhiên để cảm nhận sức mạnh của mẹ thiên nhiên đã đem đến cho chúng ta, không có sự tác động của con người. Thiên nhiên thật là hùng vĩ, thật là đẹp đẽ. Và chúng ta sẽ cảm thấy, chúng ta hãy quan sát những gì ở xung quanh, hoặc là viết nhật ký, viết lại những cái kỷ niệm, viết lại cảm nhận kỳ diệu của chúng ta, như là
tiếng gió thổi, tiếng nước chảy hay là tiếng lá vi vu, và cảm thấy chúng ta sẽ cảm thấy rất là yên bình ở nơi thiên nhiên mà nơi đó con người không hề tác động đến. Hay là ngồi giữa thiên nhiên để bản thân cảm thấy yên tĩnh hơn, lắng nghe mọi thứ xung quanh, bạn sẽ thấy mọi thứ thật là diệu kỳ, mọi thứ thật là đẹp đẽ, mọi thứ thật là đó chính là một cái thứ gì đó mà bạn những cái cuộc sống hàng ngày bạn không có được. Đó là một cái sức mạnh mà thiên nhiên mang đến. Hay là chúng ta hãy chú ý đến thời gian hiện tại, hãy biết ơn, hãy nghĩ về những cái gì hiện tại của chúng ta đang có, và chúng ta hãy hình dung nó, hãy tưởng tượng nó, và chúng ta hãy hít thở cảm nhận những gì mà mình đang có hiện tại, hãy biết trân trọng những gì mình đang có, để sau này khi mà chúng ta mất đi, chúng ta không cảm thấy hối tiếc, bởi vì chúng ta đã trân trọng quãng thời gian còn, chúng ta đã trân trọng những điều đó như thế nào. Và hãy viết xuống, viết bất cứ điều gì cũng được, viết bất cứ điều gì mà trong suy nghĩ của bạn, trong thâm tâm của bạn muốn bạn viết ra. Điều đó sẽ giúp bạn hiểu hơn về tâm hồn mình, hiểu hơn về cái giá trị của bản thân mình, hiểu hơn về những gì mình đang cần, và có thể là mình tìm được cái phương pháp để có thể là giúp chúng ta tìm những cái phương pháp để có thể là khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, tâm hồn chúng ta được đáp ứng những yêu cầu của tâm hồn chúng ta sẽ được thanh thản. Hay là thậm chí là hát những bài hát mà bạn thích để có thể giải tỏa nguồn năng lượng bên trong bạn, tha thứ cho bản thân hay là tha thứ cho những cái lỗi lầm mà người khác đã gây ra với bạn. Bạn hãy có những cái ước mơ khi bạn viết ra những cái ước mơ này, bạn sẽ suy ngẫm về những cái ước mơ đó và bạn sẽ dần dần nó sẽ thẩm thấu vào từng tế bào của bạn, và đó bạn sẽ dần dần bạn sẽ thay đổi dần dần một chút để thực hiện được cái giấc mơ đó. Và tóm lại, để có thể là xây dựng và phát triển cái thương hiệu tốt nhất thì bạn cần cái nguồn nhiên liệu đây, đó chính là giá trị của bản thân của chúng ta. Chúng ta hãy rèn luyện cái giá trị đó bằng cách đó là xây dựng cho mình, tập trung vào reward ở đây, tức là về cái mặt tri thức, kiến thức của chúng ta, về sự minh triết này, về đạo đức, về ý chí, rèn luyện chúng ta một cái sự kỷ luật, về cái cảm xúc, về cái sức khỏe của bản thân, về cái tâm hồn bên trong mỗi con người. Và điều đó mà mình muốn nói đến ở đây cũng giống như cây đèn dầu, chúng ta cần phải có một nhiên liệu, đó là dầu hỏa. Con người cũng vậy thôi, thì các bạn hãy rèn luyện, bắt đầu từ bây giờ hãy rèn luyện cho bản thân chúng ta những cái điều đó. Và video của tôi, của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.